Hello mọi người nha. Bây giờ đẹp chưa? Hello mọi người. Mọi người chia sẻ giúp em nha. Mọi người vào đông đông em lên hàng nha. Mọi người ơi, vào đông đông em lên hàng nha. Bây giờ đẹp không mọi người? Em lên nốt để chiều em chốt đơn nha. Em lên nốt để chiều em chốt đơn cho đi nha. Xin chào chị Ngọc Hà nha. Xin chào mọi người nha. Có mini game không em? Mọi người vào đông đông em chơi mini game nhé. Mọi người vào đông đông chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. Mọi người vào đông đông chia sẻ khoảng 50 lượt người xem thì em chơi mini game nha. 50 lượt người xem thì em chơi mini game nha. Tặng áo đang mặc nha. Mọi người chia sẻ giúp em để vào chơi game nào, chơi mini game nào. Mọi người ơi, mọi người có thích mẫu em đang mặc không? Đông đông người xem chơi mini game nha. Đông đông người xem chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. À, em đang mặc có trắng và đen nha mọi người nha. À, em đang mặc có trắng và đen này. À, em đang mặc có trắng và đen nha. Em có cả dáng hay dây trắng như thế này nha. Có cả dáng trắng như này nha. Mặc lên dáng rất là đẹp nha. Mọi người có thích mẫu em đang mặc không? Mẫu em đang mặc có trắng và đen nha. Đừng là 65 sale chia sẻ còn 60 nha. Hàng thun Thái nha các chị nha. Chết rồi em mệt ngược rồi. Hàng thun Thái nha các chị nha. Chất thun Thái rất là đẹp nha. Đó, dáng tăm nha. Có màu rêu, màu trắng và kẻ. Rêu trắng và kẻ nha. Các chị lấy mẫu nào thì... Hello mọi người chia sẻ xem đông đông để em chơi mini game nha. Những ai có đơn thì lát nữa em gọi điện chốt đơn nha. Đơn sáng nay là chiều nay đi nha. Đơn sáng nay là chiều nay đi nha các chị nha. Có ai thích mẫu áo em đang mặc không? Mẫu này 50k nha. Mẫu sale này 50k nha. Mẫu sale này 50k nha. Áo em đang mặc này có trắng và đen nha. Áo em đang mặc có trắng và đen nha chị nha. Có trắng và đen này, em qua mẫu này. Mẫu quay màu hồng này. Mẫu quay màu hồng này. Mẫu quay hồng này có đen, có trắng, có hồng nhé. Đen, trắng, hồng nhé. Mặc lên dáng cực kỳ ok nhé. Mặc lên dáng rất là đẹp nhé. Hàng quay thun nhé. Thun Thái nhé các chị nhé. Hai dây này có cả dây màu trắng này. Hai dây màu trắng này các chị này. Có cả hai dây màu trắng nhé. Hai dây dài nhé. Hai dây em mặc là hai dây dạng lửng nhé. Đây là dạng dài nhé. Có trắng và đen nhé. Có trắng và đen các chị nhé. Có trắng và đen ạ. Có trắng và đen các chị nhé. Em chào mọi người đang xem nhé. Mẫu này này. Mẫu này mặc lên dáng cực kỳ xinh này. Mẫu này cũng có trắng và đen nhé. Mẫu này có trắng và đen nhé các chị nhé.
Cái mẫu này là mẫu em mới đăng trên Face này. Mẫu em mới đăng trên Face này. Này, dáng hai dây này. Ở đằng sau là đáp chéo nhá. Mà rất là đẹp này, rất là xinh nhá. Rất là đẹp và rất là xinh nhá các chị nhá. Rất là đẹp và xinh nhá. À, em đang mặc tầm 65 66 655 60 50 cân trở lại mặc vừa nhá. Mọi người muốn xem mẫu nào em cho xem ạ. À, mẫu này này, yếm này. Yếm này có đen và trắng nhá. Yếm này có đen và trắng các chị nhá. Yếm này có đen và trắng nhá. Đằng sau này, đằng sau ren này, ren rất là mịn. Gọi ren mịn, ren mịn chứ không phải ren nó dễ xước đâu nhá. Ren chắc không chị, ren chắc nhá đây này. Đây này, ren rất là chắc nhá. Rất là mịn này. Đó. Ren rất là chắc nhá. Ren này là ren mịn này. Đấy. Không xước không gì đâu nhá. Không xước không không thể xước nổi đâu các mọi người nhá. Đây này. Ren rất là đẹp đó. Ren cực kỳ đẹp nha. Đằng sau này rất là điệu này. Đằng sau rất là điệu này. Đằng sau đấy. Đằng sau đây nha mọi người nha. Đằng trước đây nha. Cho em coi lại màu đen. Màu đen này đúng không ạ? Thảo Phạm, màu đen này đúng không ạ? Màu đen này hay là màu đen áo em đang mặc? Màu đen này hay là màu đen áo em đang mặc ạ? Màu đen này hay màu đen áo em đang mặc chị ơi? Đây này. Em có cả màu đây này, đen này. Đen quay này, đen rất là đẹp này, đen này. Đen này thì đảm bảo là không xước không gì đâu nhá, đen rất là chắc nha mọi người nhá. Đằng sau này. Đấy đằng sau nha mọi người nha. Mọi người xem, mọi người chia sẻ giúp em nha. Bao nhiêu chị? 65 nha. Bra đồng giá 65 chia sẻ giảm 5k nha. Đồng giá 65 nha. Bra đồng giá 65 nha, chia sẻ giảm 5k trên một sản phẩm nha các chị nha. Em có rất là nhiều mẫu đẹp nha. Đây này, mẫu em đang mặc cũng có màu đen đây này các chị này. Màu đen này. Ren rất là đẹp này, ren này. Ren rất là đẹp nha các chị nha. Đó, ren cực kỳ đẹp luôn. Không đẹp cứ trả lại hàng em cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Đây này. Ren rất là đẹp nha. Cho chị xem áo màu đỏ. Áo màu đỏ nào chị ơi. Em làm gì có màu đỏ đâu đâu ạ. À màu đỏ này ạ. Đây ạ. Áo này 70k nha. Áo trễ vai 70k nha. Áo trễ vai 70k nha các chị nha. Chị gió độc nha. Xem lại màu trắng. Gió độc xem lại màu trắng. Màu trắng nào ạ? Màu trắng này đúng không chị? Màu trắng này đúng không ạ? Nếu mà chị lấy màu trắng này thì ok giúp em nha. 65 chia sẻ giảm 5k trên một sản phẩm thôi nha. 65 chia sẻ giảm 5k trên một sản phẩm nhá. Ren rất là đẹp này. Đấy, các chị nhìn thấy không? Ren cực kỳ đẹp nhá. Ren cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Em có rất là nhiều mẫu nhá. Em có cả những mẫu như thế này nhá, mặc lên cực trông nó là dáng thun thôi nhưng mà mặc lên rất là sang chảnh nhá. Mình có thể khoác áo mỏng ở bên ngoài nhá. Hoặc là mùa đông mình có thể mặc vest hoặc là áo khoác ở bên ngoài rất là ok nhá. Em có cả mẫu đi tập yoga này. Gió độc. Chị gió độc có lấy cái mẫu này không ạ? Nếu mà lấy thì ok giúp em cộng số điện thoại nha. Lấy thì ok giúp em cộng số điện thoại nha. Em có mẫu đi tập gym này. Mẫu này mặc lên dáng rất là đẹp nhá. Đi tập gym có màu trắng và màu ghi nhá. Có trắng và ghi nhá các chị nhá. Chào em, chào anh. Đây nhá. Có trắng và ghi nhá. Có trắng và ghi nhá các chị nhá. Có trắng và ghi nhá. Có trắng và ghi nhá. Mặc thử mẫu đó đi. Mặc thử mẫu nào chị ơi.
Mà thử mẫu nào ạ? Đây này các chị ơi, mẫu này đẹp chưa này? Mặc thử mẫu nào chị ơi? Mặc thử mẫu nào Cathy ơi? Cathy ơi, đây này. Đó, cực kỳ đẹp nhá. Ở đằng sau là cánh bướm đây. Ở đằng sau là cánh bướm đây. Cái này có đen nhé, có trắng và đen nhé các chị nhé. Có trắng và đen nhé. Ai lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em nhé. Có trắng và đen nhé. Em mặc thử mẫu này cho các chị xem nha. Lúc trước em tơ nhiều mẫu quá nên em cũng không rõ. Em mặc thử mẫu này cho các chị xem nha. Mẫu này có trắng và đen này. Có thấy mình không? Có trắng và đen nhá. Có trắng và đen nhá. Có trắng và đen các chị nhá. Mẫu này thì dài hơn này. Mẫu này thì mặc đi tập gym hoặc là tập yoga thoải mái nhá. Rất là đẹp nhá các chị nhá. Ai lấy mẫu nào thì comment mẫu đấy nhá. Này, có trắng này. Có trắng này. Lúc trước là lúc nào? Có trắng và ghi nha. Các chị lấy màu nào thì comment giúp em mẫu đấy nha. Có thấy mình không? Có nha. Đây này, đen này, đen cực kỳ đẹp này. Đen này rất là ok nha. Em có mặc thử mẫu rồi đấy, em cho mọi người xem mẫu nha. Em cho mọi người xem mẫu nha. Đây này, mẫu em mặc đây này. Đây này, mẫu mặc này, mặc rất là xinh nha các chị nha. Cái trễ vai. Cái trễ vai, à trễ vai đỏ á. Chị Cathy ở xem không? Chị Cathy ở xem không? Em cho xem cái trễ vai màu đỏ này. Chị Cathy còn xem không ạ? Mẫu này nha các chị nha. Mẫu này nha. Em bị ốm hay sao vậy? Vâng, em bị ốm mà em vẫn phải kiếm tiền đây. Này, ren này rất là đẹp nha các chị nha. Mặc rất là ok nha. Đó. Mặc lên dáng rất là đẹp nha. Đây là cái yếm nha, cái yếm ở đằng sau có nút cài nha các chị nha. Mẫu yếm ở đằng sau có nút cài nha. Yếm ở đằng sau có nút cài nha. Em có rất là nhiều mẫu nha. Chị nào thích mẫu nào thì đây này. Yếm này, yếm rất là đẹp nha các chị nha. Yếm rất là đẹp nha. Em thử mẫu khác cho các chị xem nha. Chị Cathy còn xem không? Em cho xem chị ơi. Em thử mẫu khác cho các chị xem nha.
Đây mẫu màu đen này. Mẫu màu đen này các chị ơi. Mẫu màu đen em đang mặc này. Màu đen 65 sale còn 60 nha. Màu đen em đang mặc rất là đẹp nha các chị nha. Màu đen em đang mặc rất là đẹp nha các chị nha. Màu đen em mặc rất là đẹp này. Có đen và trắng nha các chị nha. Có đen và trắng nha. Có đen và trắng các chị nha. Lấy đen ghi đen, lấy trắng ghi trắng giúp em nha. Còn lấy đen ghi đen, lấy trắng ghi trắng giúp em nha. Em sale còn từ 65 xuống còn 60 nha. Chia sẻ giảm 5k nha. Chia sẻ giảm 5k trên một sản phẩm nha các chị nha. Chia sẻ giảm 5k trên một sản phẩm nha các chị nha. Các chị xem các chị chia sẻ giúp em nha. Bây giờ các chị có muốn chơi mini game không ạ? Chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. Chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. Chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. Em xinh mà gì cũng xinh. Chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. Mọi người có chơi không? Mọi người chơi thì chấm cho em một chấm nha. Áo em đang mặc là 65, chia sẻ giảm 5k xin một sản phẩm nha. Áo có đệm không? Dạ có đệm chị nha. Áo có đệm nha. Áo có đệm chị nha. Tất cả các áo của em mặc đều là có đệm ạ. Áo có đệm chị Hoài nha. Mọi người chơi game không ạ? Mọi người chơi mini game không? Ai muốn chơi mini game tặng áo em đang mặc thì chấm cho em vài chấm nha. Chấm cho em vài chấm thì em chơi mini game nha. Ai muốn chơi mini game không ạ? Mọi người chơi mini game chấm cho em vài chấm nha. Tất cả áo em đang mặc đều có đệm nha, hàng Thái nha các chị nha. Đều là hàng Thái nha các chị nha. Mọi người ngủ chưa hay sao ạ? Em ở đâu vậy? Em ở đâu? Còn lâu mới nói. Mọi người ơi, mọi người có chơi mini game không? Chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. Chơi mini game tặng áo em đang mặc nha. Hay là đổi nó sang chân váy bò không ạ? Chân váy bò rất là đẹp nha, hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Chân váy bò hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Này là sau này. Lấy hai cái một trắng một đen. Ok chị Thu Hoài nha. Hai cái em đang mặc một trắng một đen đúng không ạ? Cho em xin số điện thoại nha chị Thu Hoài nha. Chị Thu Hoài cho em xin số điện thoại nha. Hello chị, hello mọi người nha. Chị Thu Hoài cho em xin số điện thoại nha. Chị Nguyễn Thu Hoài cho em xin số điện thoại nha. Em chốt cho chị một hai cái màu trắng, một cái màu trắng và một cái màu đen nha. Em chốt cho chị một cái trắng và một cái đen nha. Đệm đây này, đệm rất là dày nha. Còn mẫu khác không em? Rất là nhiều mẫu chị ơi. Em có rất là nhiều mẫu nha. Chị Nguyễn Thu Hoài ok nha, em chốt cho chị hai cái màu trắng và màu đen nha. Đệm đây này, đệm rất là đẹp này. Đệm rất là dày chứ không phải đệm vớ vẩn đâu nha. Đệm rất là dày đấy ạ.
Chị Nguyễn Thu Hoài này, một trắng một đen. Chị Nguyễn Thu Hoài inbox cho em xin địa chỉ nha. Em ở Lai Châu thôi. Nguyễn Thu Hoài này. 0161 nè. 01648 71001 710089. Ok chị Nguyễn Thu Hoài nha. Em có mũi yếm em đang mặc này. Mút em không chị có đau không? Mút em mà. Cái này mút em cực kỳ luôn chị Thảo Phạm nhá. Cho xem đi chị. Mút cực kỳ em nha đây này. Mút em lắm. Không có cái nào nó. À đây này. Mút em lắm nha. Không có cọng nha. Mút không cọng nha. Đều là mút không cọng các chị nha. Yếm em đang mặc có trắng và đen nha. Yếm em đang mặc có trắng và đen nha. Mẫu này là mẫu 2 dây này. 2 dây và đắp chéo này. Mẫu 2 dây đắp chéo này. Có bao nhiêu màu vậy chị? Mẫu em đang mặc là có trắng và đen nha. Có trắng và đen nha. Hoặc là dáng quê này thì có màu hồng này. Màu hồng mặc lên dáng cực kỳ xinh nha. Màu hồng mặc lên dáng xinh lắm. Em mà mặc các chị lại thích cho. Các chị lại thích cho mà xem. Đây này. Đấy. Có hồng nha. Cái mẫu này có hồng đây nha. Đây này. Mẫu này thì mặc đi tập yoga, tập gym thoải mái luôn, cực kỳ xinh nha. Mẫu em đang mặc có đen trắng nha. Có đen trắng nha. Đen trắng nha. Màu đen này, đen cực kỳ xinh này. Đen xinh lắm. Mặc đi biển ok. Inbox địa chỉ rồi nha. Ok chị Nguyễn Thu Hoài nha, em cảm ơn nha. Em cảm ơn chị Nguyễn Thu Hoài nha. Đây này. Đen cực kỳ xinh nha. Gen bên em là gen mịn nha. Hàng toàn là hàng Thái thôi chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu nha. Đây này. Gen cực kỳ xinh này. Gen mịn thế này mà. Gen cực kỳ xinh nha. Có trắng và đen nha các chị nha. Trắng và đen nha. Cái mẫu quay này đang hot hit này. Mọi người không thích à. Cái mẫu này thì có trắng, hồng và đen nha. Có trắng, hồng và đen nha. Em bán ở quần em đang mặc nha. Có cả quần em đang mặc nha. Đây này. Có quần bò rất là nhiều mẫu nha. Mọi người muốn xem gì em cho xem người đấy nha. Áo bra thì có là rất là nhiều mẫu. Có cả mẫu yếm đây này. Có rất là nhiều này. Mẫu yếm này các chị này. Yếm 2 dây này. Đây này. Xinh chưa ạ? Yếm 2 dây nha. Yếm 2 dây nha. Ở đằng sau có khuy cài này. Ở đằng sau có khuy cài này. Cái này ở đằng sau là đắp chéo nhá. Đằng sau là đắp chéo nha các chị nha. Đó, yếm 2 dây đằng sau là đắp chéo nha. Em lên nốt để chiều em đi đơn nha. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em nha. Có trắng và đen nha. Mẫu này có trắng và đen nha các chị nha. Có trắng và đen ạ. Trắng và đen nha. Đằng sau có khuy cài này. Đen rất là đẹp này. Đó, đen rất là đẹp nha. Đen cực kỳ xinh nha các chị nha. Em có trắng và đen đây. Màu trắng đây nha. Màu trắng đây. Mọi người có chơi mini game không ạ?
Trắng này. Có trắng này các chị ơi. Trắng nha. Có trắng nha. Đó, rất là xinh nha. Gen gen rất là xịn này. Gen cực kỳ xịn nha. Gen rất là xịn nha. Chơi mini game không mọi người? Mọi người chơi mini game chấm cho em vài chấm nào. Chấm thì chơi mini game tặng áo đang mặc đi. Tặng áo đang mặc đi. Mọi người chơi cái hay là áo này, mọi người có thích mẫu hai dây này không? Mẫu hai dây này cực kỳ hot đấy ạ. Dây có cắn không chị, đau không? Dây không cắn, đây, dây chun này. Dây chun rất là không cắn đâu nha. Dây chun rất là xịn chứ không phải dây chun đều đâu mà cắn. Dây này đảm bảo không cắn luôn, dây chun rất là xịn này. Đây này. Không hề cắn đâu nha mọi người nha. Dây rất là xịn nha các chị nha. Dáng em đang mặc có cả dáng dài nữa nhé. Mọi người có xem quần sót không ạ? À? Mọi người có xem quần sót không, em cho xem ạ. À? Quần sót này. Quần này mặc lên rất là xinh nha. Cúc 4 nút này. Cái này có F và M này. Cái này này. Này. Mọi người muốn xem gì em cho xem nào. Muốn xem gì em cho xem nào. Em để em mặc thử mẫu màu hồng này cho mọi người xem nha. Mặc thử mẫu màu hồng nha, đảm bảo mọi người sẽ thích luôn đấy ạ. Màu hồng này các chị ơi, màu hồng này xinh chưa? Rất là xinh nhá. Màu hồng rất là xinh nha các chị nha. Màu này có đen và trắng nữa nha. Có đen có trắng nữa nha. Mọi người muốn xem gì em cho xem ạ. À? Mọi người không nói gì là em thoát like luôn đấy. Mọi người ơi, có thích áo em đang mặc không? Này. Quần sóc này. Quần sóc rất là đẹp nhá. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Quần sóc sale 85k thôi nha. Quần sóc sale 85k thôi mọi người nha. Mọi người muốn xem gì nào ạ? Xem gì nào. Màu xám này. Này mặc đi tập gym rất là thích nha. Mút. Lấy hồng đi. Ok chị gió độc nha. Chị gió độc cho em xin số điện thoại nha. Chị gió độc cho em xin số điện thoại nha. Hồng này đúng không ạ? Hồng này đúng không ạ? Cho em xin số điện thoại nha. Chị gió độc cho em xin số điện thoại nha. Quay sau mình xem với đây nha. Đằng sau đây nó giống như là áo hai dây đấy. Đằng sau đây nha. Đằng sau rất là đẹp nha. Chị gió độc lấy màu hồng này thì cho em số điện thoại nha. Lấy màu hồng này thì cho em xin số điện thoại nha. Chị gió độc lấy màu hồng này thì cho em xin số điện thoại nha. Ok cộng số điện thoại giúp em nha. Ok cộng số điện thoại giúp em nha. Mẫu này cũng cực kỳ xinh này, mẫu này mà mặc lên dáng này cũng cực kỳ đẹp. Em mà mặc lên các chị lại tranh nhau cho mà xem. Đây này. Gió độc, ok chị gió độc nha. Em để cho chị gió độc một chiếc màu hồng nha. Chị gió độc inbox giúp em số địa chỉ nha. Không chỉ gió này. Chị
Chị giáo đọc inbox giúp em số địa chỉ nha. Chiều em cho đi hàng luôn nha. Mọi người ơi, có mẫu này này. Mẫu này mặc đi tập cũng rất là đẹp nha. Mọi người có thích em mặc thử mẫu nào không ạ? À? Mọi người thích em mặc thử mẫu nào, em mặc cho mẫu đấy nha. Bao nhiêu ký mặc vừa? Cái này phải... Đây này, em cho chị xem này. Cái này cực kỳ giãn, cái này phải 65-66 cân trở lại mặc vẫn ok. 66 cân, 65-66 cân trở lại mặc vừa rất là ok này. Nó là thun, rất là chắc chắn chứ không phải là ren. Ren thì còn sợ rách. Mặc đi để mình chọn thêm nữa rồi, ok. Em mặc thử mẫu này nha, em mặc thử mẫu này nha. Đây này, đây là chị ơi, cái này có đen và trắng nhá, mặc đi tập gym rất là ok, mà gym hoặc là tập yoga nha, có đen và trắng nha. Lấy mẫu nào thì comment màu đấy giúp em nha. Cái này thì dạng yếm này thì em mặc thử đồ đi biển đi, đồ đi biển em không có chị ơi. Cái mẫu này thì là hai dây này, dáng hai dây, dáng yếm này. Đợi em một lát nhé. Đây này, dáng yếm này. Em một xoát. Này. Có dáng yếm này các chị ơi. Đó nha, đằng yếm này, hai dây này, dây này ở đằng sau này đấy. Thực ra là đồ đi biển ấy thì chị cũng có thể mặc đồ hai dây cộng với quần short cũng được mà. Đây này, đồ hai dây yếm này cực kỳ đẹp này, hai dây yếm cực kỳ đẹp này, có đen có trắng này, có đen có trắng cực kỳ đẹp này. Đây này, quay màu đen này cũng đẹp này, quay màu đen là cái mẫu màu hồng em vừa mặc đấy. Mặc lên dáng cực kỳ xinh nhá các chị nhá. Mặc lên dáng cực kỳ xinh nhá. Các chị xem chia sẻ livestream giúp em với nhá. Đông đông người xem cho vui ạ. Hoặc là cái mẫu màu trắng này các chị này. Mẫu màu trắng này ở đằng sau này, mặc cái này nó căng ra rất là đẹp nhá. Cái dáng thun này thì dễ mặc này, dáng thun này thì tầm 65 66 cân trở lại vẫn mặc ok này, tại vì nó co giãn rất là tốt này. Dáng em đẹp mặc gì cũng đẹp. Dáng em không đẹp đâu, em có chồng có con rồi. Đây là cái mẫu này này. Đây này các chị này. Hai dây này, hai dây này thì em có hai dây ngắn và hai dây dài nhé, đều có trắng và đen nha. Đây mẫu hai dây dài này, hai dây màu trắng này. Hai dây dài trắng này, ai lấy mẫu nó trắng này thì chia sẻ thì comment trắng cộng với số điện thoại giúp em nha. Trắng cộng số điện thoại giúp em nha. Ai lấy mẫu này thì comment trắng cộng số điện thoại giúp em nha. Ren rất là đẹp này, ren rất là mịn này. Nếu mà hàng mà xấu thì nhận hàng trả lại hàng luôn cho em. Nhận hàng mà xấu thì trả lại về luôn cho em nha. Một cái này có đen và trắng nha. Ren dây dài này. Đó. Ren dài nha các chị nha. Đẹp không ạ? Có mút nha. Lấy thêm một cái trắng nè. Lấy thêm cái trắng em, cái trắng dài đúng không chị? Gió độc trắng. Nếu mà lấy thêm cái trắng dài này thì ok giúp em nha. Lấy thêm cái trắng dài này thì ok giúp em chị gió độc nha. Cái trắng này có màu đen nữa nha các chị nha. Chị gió độc lấy cái trắng đó thì ok lại giúp em nha. Em có cả hai dây nha. Hai dây thì rẻ hơn này, hai dây này có 60k thôi này. Hai dây 60k nha. Hai dây 60k này, em mặc cho các chị xem nha. Hai dây này còn xám và cam nha. Ôi mặc ngược mất rồi. Em mặc ngược mất rồi nhưng mà cũng rất là đẹp nha. Đây này.
Khoai dây này có xám và cam nha. Có xám và cam rất là đẹp nha. 60k thôi nha các chị nha. Chất thun thái mát lạnh nha. Chất thun thái mát lạnh nha. Đây này. Chất thun thái mát lạnh có xám và cam nha. 60k nha. Xám và cam 60k nha. Xám cam 60k lấy màu nào comment màu đấy giúp em nha. Lấy màu nào comment màu đấy giúp em nha. Không, cái ngắn trước cơ. À cái này đúng không chị? Cái này đúng không chị? Cái này thì ok giúp em nha chị gió độc nha. Cái này lấy cái này thì ok giúp em chị gió độc nha. Ok em để lại hàng cho chị nha. Rất là đẹp nha. Nếu mà lấy thì ok giúp em nha. Em có bán váy dài ngủ không em? Váy dài ngủ à? Em có váy suông nha. Em có váy suông để lấy nha. Váy suông kiểu này này. Đó. Váy suông kiểu này nhá. Màu đỏ. Đây là màu đỏ nhá. Màu này nhá. Màu cam nhá. Rất là xinh nhá. Chị gió độc ơi, lấy cái em vừa dơ thì ok lại giúp em nhá. Chị gió độc nhá. Ok chị. Hello chị Quỳnh. Hello chị Quỳnh. Đây này. Rất là đẹp nha các chị nha. Hello mọi người nha. Chào mọi người nha, chào mọi người đang xem nha. Cái này màu xám có ai thích không ạ? Màu xám 60k nha. Chị ơi váy dài ngủ đây này, em có dán suông như thế này nha. Có cổ trắng và cổ xanh nha. Có cổ trắng, à có cổ cam và cổ xanh nha. Rất là đẹp nha. Mặc lên dán rất là ok nha. Em mặc thử màu hồng cho mọi người xem nha. Hay là màu đen nha. Mặc thử màu đen cho các chị xem nha. Đợi em một lát nha. Cái tập gym đúng, cái tập gym là mẫu này đúng không chị gió độc? Cái tập gym đang mặc à, cái tập gym đang mặc ok. Màu xám hay màu trắng chị? Em có xám và trắng chị lấy màu nào? Em có xám và trắng chị lấy màu nào chị gió độc ơi? Em có xám này, có trắng này, lấy màu nào ạ? Màu trắng thì đẹp hơn đấy ạ. Em có trắng và xám nha, chị lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em nha. Cái mẫu em đang mặc thì có đen, có hồng, có trắng nha. Có đen, có hồng, có trắng nha. Em chỉ còn khoảng 3-4 chiếc mỗi mẫu thôi nha. Các chị nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Đây này, mẫu mẫu gen dài này thì có trắng và đen nha các chị nha. Gen dài có trắng và đen nha. Mặc sơ vin chân váy rất là ok nha. Hoặc là các chị có thể mặc không như thế này này. Hàng rất là đẹp nha. Đấy. Mặc với quần cặp cao rất là ok nha. Em có cả chân váy các chị nha. Em có cả chân váy nha. Này. Mặc lên dáng rất là ok nha. Em có cả chân váy nha. Em có áo phông. Em có áo phông, áo sơ mi. Váy. Mọi người muốn xem gì em cho xem. Chị gió độc lấy màu nào thì comment giúp em màu đấy giận nha. Lấy màu nào thì comment giúp em màu đấy nha. Em cảm ơn mọi người nha. Mọi người chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ giảm 5k trên một sản phẩm nha.
cho chị một tập ghim trắng nữa nhé. Chị Phương ơi, chị Phương trắng à? Chị Phương check inbox giúp em với. Em nhắn tin cho chị rồi nhưng mà chưa thấy chị trả lời. Xem là em báo tổng đơn như thế đã đủ chưa để em còn gửi hàng nha. Chị Phương, Phương lấy một trắng tập ghim này nữa nha. Ok, giúp em để chiều em gửi hàng nha. Quần bò em đang mặc có size chị không? Quần bò em đang mặc có size M thôi, chị không vừa đâu nhé. Quần bò em đang mặc có size M thôi nha. Quần bò em đang mặc có size M thôi nha. Em mini nhon nên em chỉ bán đồ mini nhon. Nhưng mà áo quây của em thì các chị ngoại cỡ đều có thể mặc được. Đó. À. Chị Phương có thể mặc cái quần bò này size L nha. Cái này là chân váy nha. Tập ghim có màu khác không? Tập ghim có trắng và hồng, à, trắng và xám nha. Có trắng và xám nha. Em thử cái chân váy này cho các chị xem nha. Có cái chân váy này rất xinh này các chị này, chân váy này rất là xinh này, ở bên trong có quần nhá. Ok. Mẫu nhiêu ký vậy? Em 47 cân chị ơi, nhưng mà hàng bra của em thì này, giãn này, cái này thì 66 cân trở lại mặc vừa, 66 cân có khi 70 cân vẫn mặc vừa nhé. Tại vì nó là dáng thun, mặc thoải mái bao nhiêu cân cũng vừa. Còn quần jean thì là có size, quần jean thì các chị phải báo size thì em mới nhặt cho được nhé. Quần jean thì các chị phải báo size thì em mới nhặt cho được nhé. Quần jean đồng giá 85 nha. Quần jean đồng giá 85, chân váy 6, chân váy 100 nha. Quần jean 85, chân váy 100 nha. Mẫu em đang mặc này. Mẫu em đang mặc là 120 nha. Mẫu em đang mặc là 120 nha. Ở bên trong có quần nha. Mẫu em đang mặc là 120, ở bên trong có quần các chị nha. Chị muốn xem gì nữa em cho xem ạ. Cho chị một cái nhé, chị 62 kg đấy. 62 kg mặc size L được nhé, tại vì là quần của bên em giãn này, đây này. Em thừa rất là nhiều này. Nhưng mà bạn ở đâu thế? Em ở Lai Châu chị Lê Lê nha. Em ở Lai Châu nha, em ship code toàn quốc nha. Em có ship code toàn quốc nha. Em có cái mẫu này mặc rất là thích này. Mẫu này mặc rất là đẹp này. Mẫu này cực kỳ đẹp, lấy ghim xám. Ok chị gió độc nha. Chị gió độc ghim xám, chị gió độc inbox giúp em xin địa chỉ nhé. Để lát nữa em gửi bưu điện luôn nha. Chị gió độc inbox giúp em địa chỉ, lát bưu điện để lấy hàng luôn nha. Ship 20k thôi mọi người nhé. Ship 20k nhé. Còn lại em bù nhé. Em có mẫu áo yếm này rất là xinh này. Mọi người có thích em mặc thử áo yếm này không? Mọi người có thích em mặc thử áo yếm này không? Em mặc cho mọi người xem nào. Mình chia sẻ rồi được giảm không? Chỗ nào Lai Châu? Than Uyên Lai Châu chị Lê Lê nhá. Dạ chia sẻ giảm 5k một sản phẩm nha chị nha. Để em ghi đã chia sẻ, để em lúc em cộng đơn thì em trừ cho nha. Chia sẻ giảm 5k trên một sản phẩm nha các chị nha. Đây này, em có ren yếm này. Ren yếm này có trắng và đen nha, mặc lên cực kỳ xinh nha. Em cũng có chục mẫu rồi nha. Em ở Lai Than Uyên Lai Châu chị Lê Lê nha. Đây này.
Ê, hàng của em rất là rẻ nha. Các chị nhắn tin đều khen đẹp và rẻ. Cái váy đang cầm mặc thử chị xem. Cái váy đang cầm nào nhỉ? Chắc là mạng của chị bị chậm tại vì em dơ một lúc lâu rồi. Cái váy đang cầm. Chị gió đọc bao nhiêu cân để em xem có vừa không thì em mặc thử cho. Nếu mà không vừa thì thôi đỡ mất công mặc thử. Bán anh cái áo nó ren em đang mặc. Em không bán đâu nha, em không bán nha. Đây này mọi người ơi. Đây này. Cái này có trắng và đen nha, mặc lên dáng cực kỳ xinh nha. Có trắng và đen nha, em có mặc thử mẫu em chụp lên Facebook rồi đấy. Mọi người có thể qua trang cá nhân để xem nhé, rất là đẹp nha. Mặc áo yếm không cho coi thử đẹp không? Con trai con gái vậy? Con trai thì đi ra cho em bán hàng nha. Chiều em gửi hàng nhớ ghi toa cho từng giá để chị biết được thì chị bán em nhé. Dạ ok chị Phương Phương, nhưng mà chị Phương Phương cho em xin địa chỉ nhá. Chị Phương Phương ơi, nhắn tin cho em xin địa chỉ nhá. Nhắn tin cho em xin địa chỉ cụ thể chị Phương Phương nhá. Bán hàng có nhất thiết phải xinh thế không? Bán hàng phải xinh thì mới bán được anh ạ. Nói đấy thôi. 47A 47 mặc được chị gió độc nhá. 47 em mặc thử cho chị cái này nhá. À cái này đúng không chị gió độc ơi? Nếu mà đúng cái này thì ok giúp em mặc thử cho chị nha. 47 thì dễ mặc đồ nhà em quá. 47 thì cực kỳ dễ đồ mặc đồ nhà em. 47 thì mặc những cái này này, cực kỳ dễ mặc đồ nhà em nhá. Đồ nhà em đa số toàn dành cho những các chị mini nhau mặc. Áo em đang mặc có màu hồng nữa nha, có hồng cực kỳ xinh này. Có màu hồng cực kỳ xinh nha. Chị Phương Phương ơi nhắn tin cho em xin địa chỉ chiều em gửi cho nha. Chiều em gửi cho nha chị Phương Phương nha. Đồ nhà em mà lấy về bán shop thì quá là hời, tại vì là em bán cực kỳ rẻ, cực kỳ ưu đãi. Mua em bán hàng. Ai muốn để làm gì? Cho chị xem kiểu khác dài hơn đi. À chị Ly Linh ơi dài hơn đây nhá, dài hơn em có mẫu này. Dài hơn đây chị ơi. Cái này mặc thì rất là dài, mặc lên dáng rất là dài này. Chị Linh ơi dài này. Đây này. Đó, cái này có trắng và đen nha. Có trắng và đen nha. Đây cũng trắng và đen nha. Không, cái hoa hồi. À, cái hoa hồi ok chị nha. Đây này. Đen này. Cái hoa hồi. Hoa hòe hoa sói em cũng thích, hoa hòe hoa sói. Nhưng mà cái hoa hòe hoa sói này thì chị phải mặc áo lót ren bên trong nha, mặc áo lót ren bên trong thì mới đẹp nha, tại vì là cổ nó cũng khá là trễ, cổ nó cũng khá là trễ nha chị nha. Đây này, mặc lấy cả set em mặc cũng ok này. Đây này, đẹp chưa? Đẹp chưa các chị ơi? Cái này em để em treo lên khoảng 1-2 ngày mà khách không lấy là em lấy mặc luôn. Ok cho chị màu đen. Ok chị Lê Linh nhá. Mẫu này màu đen đúng không chị Lê Linh? Chị Lê Linh cho em xin số điện thoại nhá. Ok cộng số điện thoại màu đen giúp em nhá. Ok cộng số điện thoại màu đen giúp em để cho nhá. Chị Lê Linh. Chị Ly Linh cho em xin số điện thoại nha. Ok cộng số điện thoại giúp em để em nhặt màu đen cho chị nha. Hai hai mọi người nha. Đó, rất là đẹp nha.
Trần Minh Phương. Ô, chị Phương ơi, chị nhắn tin trên này, nhỡ đâu người ta gửi hàng linh tinh cho chị thì sao? Để em chụp màn hình rồi em xóa lại nha. Ok. Có kiểu như thế đằng sau hình con bướm không chị? Mua cái nhé. Hình con bướm thì có mẫu này chị Linh ơi. Em nhiều mẫu quá. Hình con bướm. Để em một lát nha. Chị gió độc ơi, cái này là 70k thôi nha. Cái này 70k nha. Nóng quá chị còn lấy không để chị vải gì. Cái này vải gì nhỉ? Em không biết vải gì đâu, nhưng mà giống tại vì em không chuyên hàng này nên là em cũng không rõ nó vải gì. Cái vải này mặc nó cũng không mát lắm mà nó cũng không nóng. Cái vải này mặc không mát cũng không nóng. Không mát cũng không nóng chị ạ. Em không biết là màu, không biết là vải gì nữa. Em không biết là vải gì nữa. Em thử sang mẫu khác nha. Em thử sang mẫu chị Linh Linh ơi, lấy mẫu này thì ok cộng số điện thoại giúp em nha để em để nha. Ok cộng số điện thoại giúp em nha. Ok cộng số điện thoại giúp em nha. Mẫu này mẫu 2 giây này mọi người này. Em like lại cho những người lên sau xem nha. Tại vì là nhiều. Đây này, 2 giây này, yếm nha, 2 giây cổ yếm nha, mặc lên dáng rất là xinh nha. 2 giây cổ yếm mặc lên cực kỳ xinh, cực kỳ trang xả nha mọi người nha. Ok, chị Ly Linh nha, em để cho chị Ly Linh. Chị Ly Linh inbox giúp em số điện inbox giúp em địa chỉ nha. Inbox giúp em số địa chỉ của mình nha. Ly Linh này. 0989 0989 799 649 49. Cho chị xem mẫu tiếp hình bướm sau lưng đi. Đợi em, để em tìm nhé. Tại vì là em nhiều hàng quá mà lai like lộn xộn quá. Ở đây. Ôi áo đẹp người đẹp. Hình bướm sau lưng đây chị ơi. Cái này em có trắng và đen nha. Cái này em có trắng và đen nha. Hình bướm này. Em có trắng và đen nha chị nha. Đây này. Co giãn rất là tốt. Cái kia chị lấy màu đen rồi, chị lấy cái này màu trắng này. Màu trắng này đệm rất là dày. Đệm khá là dày nha chị nha. Đây này. Nếu mà lấy thì ok giúp em nha. Em chỉ còn duy nhất một chiếc này màu trắng thôi nha. Một chiếc màu trắng thôi ạ. Mọi người muốn xem mẫu nào em thử cho mọi người xem nào. Mọi người muốn xem mẫu nào em thử cho mọi người xem nào. Mọi người im thế. Em like để chiều em gửi. Em cho hàng đi luôn nha. Các chị lát để ý điện thoại giúp em nha. Các chị có đơn lát để ý điện thoại giúp em nha. Cái đó hàng Thái luôn hả? Dạ không. Cái đấy là hàng Việt Nam chị gió độc nhá. Cái em vừa mặc là hàng Việt Nam nha. Hàng Thái đây này. Hàng Thái có cái mẫu thun này này. Bướm nhưng mà dài em ạ. À bướm mà dài thì em không có đâu chị Linh ơi. Bướm mà dài em không có đâu nha. Đem hết rồi. Em có cái mẫu gu xì. Mẫu gu xì hàng Thái đây này.
Chị nào thích hàng Thái thì về với đội của em Gucci này nhé. Có đỏ, có hồng, có trắng. Có đỏ, có hồng, có trắng. Chị nào thích mẫu hàng Thái và hàng Gucci thì về với đội em này nhé. Đây này, cực kỳ xinh nha. Ôm dáng rất là ok nha. Chân váy em mặc hơi rộng. Đây em đang mặc là màu đỏ nha. Em đang mặc là màu đỏ nha. Có hồng nữa nha các chị nha. Mọi người xem chia sẻ giúp em nha. Mọi người xem chia sẻ bài giúp em nha. Em cảm ơn mọi người. Em mặc thử mẫu này cho mọi người xem nha. Mọi người đợi em một lát nha. Đừng thoát like mà tội em nha. Em mặc thử mẫu này cho các chị xem nha. Đợi em một lát nha. Yếm này các chị ơi. Yếm này xinh chưa? Gửi cho chị một cái đen. Ok chị Lily nhá. Chị Lily nhắn tin cho em xin địa chỉ của mình nhá. Nhắn tin giúp em xin địa chỉ của mình nhá. Yếm em đang mặc là có đen và trắng nha mọi người nhá. Có đen và trắng ạ. Mỗi người nên có vài cái brand để mặc thay đổi. Tại vì làm rất là dễ phối đồ này, đi đâu cũng ok này, mặc buổi tối ở nhà rất là đẹp này, mà buổi tối nhất là đi phố đi bộ rất là ok nha. Mẫu em đang mặc có đen và trắng nha, mẫu em đang mặc có đen và trắng nha, rất là đẹp nha các chị nha, đen và trắng nha, đen xịn luôn nha, đen hàng Thái luôn nha. Hello Đồng Quang Minh, lâu lắm rồi mới gặp Đồng Quang Minh. Đồng Quang Minh đã lấy vợ chưa? Mọi người ơi, mọi người xem chia sẻ giúp em nha. Em thử cho các chị xem một cái quần jean của bên em cực kỳ chất. Chất cực kỳ ok. Quần jean bên em là hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Quần jean đồng giá 85k thôi nha. Quần jean đồng giá Trần Văn Định hôn em Phú Thọ. Ok chị Ly Linh nha. Ok chị Ly Linh nha. Ok chị Ly Linh nha. Em mặc thử cho các chị xem quần jean này nha. Đẹp chưa này các chị ơi? Quần jean đẹp chưa này? Quần jean đẹp chưa này? Mọi người có ưng mẫu em đang mặc không ạ? Ưng mẫu em đang mặc thì comment giúp em nha. Hoặc là nếu mà không thích thì em cho sang mẫu khác nha. Không thích thì em chuyển sang mẫu khác nha các chị nha. Các chị lấy mẫu nào thì comment giúp em nha. Hello mọi người nha. Mọi người muốn xem mẫu nào thì em cho xem nào. Em còn ren dài màu trắng này. Ren dài màu trắng em còn khoảng 3 chiếc này. Ren dài màu trắng này, ai lấy ren dài màu trắng thì comment ren dài trắng cộng số điện thoại giúp em nha. Ren dài trắng cộng số điện thoại giúp em nha. Hàng của bên em này, hàng ren rất là xịn nha. Đây này,
Đó, ở bên trong có mút nha, có mút khá là dày nha. Đây này em ơi, cuối toa cái gì mà 1 2 bằng 50 k? Lát em check inbox chị nha, lát em check inbox cho nha. Cuối toa cái gì mà 1 2 bằng 50 k nhỉ? 1 2 mã 1 2. Là một áo 2 dây màu nâu. Một áo 2 dây màu nâu chị Phương ơi. Đây này. Cho chị thêm một mẫu trắng dài để nhé. Đây này chị Phương ơi, cuối toa là 1 2 dây. 1 2 dây nâu nhé. Cuối toa là 1 2 dây nâu nha chị Phương nha. Cho chị thêm màu trắng đấy này nữa nhé. Màu trắng này ạ. À. Màu trắng này chị có rồi mà. Chị Phương ơi, màu trắng này chị có rồi mà. Chị lấy thêm à? Màu trắng này em bỏ vào cho chị rồi. Màu trắng này em bỏ vào cho chị rồi nha. Mọi người lấy mẫu em đang mặc không? Áo yếm này cực kỳ xinh này, áo yếm này xinh lắm này. Nó độc muốn kết nối với bạn. Em đang like nên là em chưa check được Facebook đâu nha. Một số người mà cần thiết lắm thì em check nha. Tại vì là Phương Phương ok. Đen có chưa? Đen có rồi chị nha. Đen có rồi chị Phương Phương nha. Đen em bỏ cho chị hết rồi. Nghĩa là các mẫu của em like là em bỏ cho chị mỗi mẫu một chiếc rồi. Lúc em like riêng cho chị xem đấy, là em bỏ hết cho chị rồi. Nếu mà em bỏ thêm thì lại bị trùng mẫu đấy. Đây này mọi người này, đen em đang mặc này, cực kỳ xinh nha. Đen em mặc cực kỳ xinh nha. Em có vài mẫu nữa mà mặc lên thì chắc chắn là mọi người sẽ lại tranh nhau cho mà xem. Em còn mẫu áo 8080. Xỉ nhà em nhặt hết rồi chị Phương ơi. Xỉ nhà em lấy hết rồi. Để đợt tới hàng về thì chị cứ bán cái hàng lô hàng này đi nha. Đợt tới hàng về thì em like riêng cho chị nhặt nha. Tại vì hàng nhà em là cứ về đến nhà phát là họ nhặt hết luôn. Em chỉ còn vài chiếc để lẻ lẻ để em like thôi. Em chỉ còn vài chiếc lẻ để em like cho các chị khách lẻ thôi. Tại vì là em thương các chị khách lẻ lắm. Tại vì hàng xỉ nhà em mà mua lại thì đều là bán phải hơn 100 nghìn cơ. Tại vì là hàng rất là đẹp. Mẫu này bán mà ở trong shop hơn 100 nghìn. Mọi người thử, mọi người thích thì mọi người vẫn mua bình thường. Nhưng mà em chỉ bán với giá ưu đãi là 65k, giảm 5k trên một sản phẩm khi chia sẻ. Em là em bán hàng xịn và là rẻ tiền, cực kỳ rẻ, thế nên là các chị khách lẻ nhà em rất là mua rất là nhiều. Các chị ở trong Nam hay là ở trong miền Trung các kiểu chỉ có mua lẻ ở nhà em thôi, tại vì là hàng ren của em rất là đẹp, ren rất là đẹp mà cực kỳ rẻ. Em qua mẫu nha, em thử mẫu khác cho các chị xem nha. Mọi người có xem, mọi người còn chọn đồ không ạ? Nếu mà không chọn thì em thoát like nha, em thoát like em làm đơn nha, em thoát like để em cho đơn đi nha các chị nha. Các chị cần chọn nữa không, để nếu mà không chọn thì em thoát like nha, em thoát like để em làm đơn để chiều nay hàng họ đến lấy nha. Còn còn xem ạ. Vâng, thế để em like sang mẫu khác nhé. Các chị muốn xem gì em cho xem nào. Các chị muốn sắm gì em cho xem nào. Các chị muốn sắm gì em cho xem nào. Mấy hôm nữa hàng về thì em lại like cho các chị xem mẫu mới nhất của bên em nha. Các chị xem gì em cho xem nào. Xem gì nào.
có mẫu zoom này, mẫu zoom đỏ này khoảng 5 năm cân, 5 năm cân trở lại mặc vừa. 52 cân, 52 cân trở lại mặc vừa, 52 cân trở lại mặc vừa nhá. Áo mặc ở nhà. Áo mặc ở nhà. Áo mặc ở nhà. Áo mặc ở nhà thì có 2 dây này chị ơi. 2 dây này có 50k nhá, chất thun thái mát lạnh nhá, chất thun thái mát lạnh nhá. 50k nhá, có xám và cam nhá, có xám và cam nha chị nhá. Có xám và cam nhá. Có xám và cam chị nhá. 50k chị ơi, chị Trần Hằng ơi, 50k có xám và cam này. Em xả nốt. Chính ra em nhập cái mẫu này vào đã 50k rồi. Chất thun này, mát dày rượi này. Nếu mà nhận hàng mà chất mà nóng thì cứ trả lại em thoải mái luôn. 50k có xám và có cam nhé. Lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em nhé. Có xám và cam nhé. Comment trắng này, hay dây tăm trắng này. Những cái này là hàng thun thái chất mát dày rượi luôn nha. 50k một chiếc thôi nha. 50k một chiếc thôi nha. Quần ngủ đi em. Quần ngủ em không có chị ơi. Em không có quần ngủ đâu. À em có một đồ bộ cực kỳ xinh. Em có một bộ cực kỳ xinh. Em mặc cho mọi người xem này. Bộ này các chị ơi, cái nào cũng thấy đẹp. Em vào bộ này. Bộ này chất hơi nóng em sale 50k nhé. Bộ này chất hơi nóng em sale 50k nhé các chị nhé. Bộ chất hơi nóng em sale 50k nhé. Bộ chất hơi nóng em sale 50k này. 50k này. Chất nó hơi nóng em sale 50k nhé. Xin chào Lý Trinh nhé. Bộ này 50k này. Bộ này hơi nóng em sale 50k nhé. Mặc rất là đẹp này. Đó. Mà cực kỳ xinh nha. Ai lấy mẫu này comment số 1 giúp em nha. Mẫu này mặc ở nhà cũng rất xinh này mọi người này. Mẫu này 100k nha. Mẫu này 100k nha. 100k nha các chị nha. Rất là đẹp nha. Mẫu này 100k nha các chị nha. Hello mọi người nha. Mọi người muốn xem gì em cho xem nào. Mọi người muốn xem gì em cho xem nè. Áo 2 dây 50k nhá. Áo 2 dây 50k có xám và cam nhá. Mặc lên cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ tôn dáng nhá. Áo 2 dây xám và cam nhá. Mặc lên cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Các chị còn xem đồ không? Còn xem không để em like nào. À đây rồi. Đã tìm thấy một cái điện thoại. Em tìm bấy lâu nay. Hôm nay bới đống quần áo lên đã thấy. May quá, cứ nghĩ là nó mất rồi cơ.
còn chiếc quần sóc này, quần sóc màu hồng này, quần sóc màu hồng này em sale là 50k nhá, sale nốt nhá, sale nốt mẫu để qua qua mẫu nhá. 50k này. Còn màu ghi nữa nha, màu ghi và màu màu xanh rêu nha, màu rêu và màu hồng nha, lấy màu nào comment màu đấy giúp em nha. Điện thoại em lại hết pin rồi, điện thoại em hết pin rồi mọi người ơi. Mọi người có lấy mẫu mẫu em đang mặc không? Nếu mà không hẹn mọi người tối nay like nha, tối nay like là ngày kia mới đi đơn nha, còn hôm nay em chốt đơn lẻ nha. Bộ bạn mặc 53 kg vừa thoải mái chị ơi. Em còn màu đen nữa nha. Bộ em mặc còn màu đen nữa nha. Bộ em mặc 53 cân vừa thoải mái này, giãn này. Giãn này, rất là đẹp nha. Bộ em mặc 53 cân vừa thoải mái nha. Mọi người lấy thì comment giúp em nha. Em sale nốt 99k nha. Nhập vào đã 95k rồi. Nhập vào đã 95k rồi, sale nốt 99k nha. Áo phông này, áo phông 90k nha, hàng thương thái nha, hàng gu xì nha, đây này gu xì này, mác mác gu xì này các chị này. Áo dung hồng, em cho chị xem lại. Áo dung hồng này nhỉ. Áo dung hồng nào chị? Áo dung hồng nào nhỉ chị nhỉ? Áo hồng này à? Em chỉ có mỗi cái này màu hồng thôi. Nếu mà lấy cái màu hồng này thì ok giúp em nha. Lấy cái màu hồng này thì ok giúp em nha. Co giãn này, mặc lên rất là đẹp nha. Bộ em đang mặc mà em mặc tử tế thì rất là xinh luôn. Em nhập vào đã 95k rồi, hôm nay em bán với giá bất chấp là 99k. Mọi người cần son xem không? Mọi người im vậy. Không. Áo nào nhỉ? Bạn thử màu đen mình xem được không? Màu đen à? Em nhiều hàng quá, để em tìm xem nào, em có thấy không? Em tìm xem em có thấy không nha. Thấy mẫu màu đen rồi. À đây màu đen đây. Để em một lát nha các chị nha. Màu đen đấy chị ơi. Áo hồng cùng hai dây đại ý. Áo hồng cùng hai dây đại. À không phải áo đâu chị ơi. Cái đấy là quần mà. Cái này là quần mà. Cái này là quần đó. Quần đùi nha, 50k nha. Quần đùi 50k nha. Bộ này. Đẹp không? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha, 100k nha. Nhập vào 95k bán 100k nha. Có ai dở hơi như em không? Nhập vào 95 bán 100 nha. Hàng shop nha, hàng em bán shop nha. Nhập vào 95 bán 100 nha. Mọi người chơi mini game không nào? Chị ơi đây là quần. Đây là quần nha, có màu rêu nữa nha, chứ không phải áo nha. Mọi người còn xem không để... Không phải áo mà, áo nào nhỉ?
Em chỉ có cái quần này thôi, áo nào nhỉ? Nên nhiều đồ quá mà cũng không nhớ. Áo gì này ạ? Đây là mẫu áo nào? Bạn ở đâu vậy? Em ở Lai Châu nha, em ship code toàn quốc nha. Ship code toàn quốc chỉ 20k thôi nha. Ship code toàn quốc chỉ 20k thôi nha các chị nha. Bộ em đang mặc 100k, em nhập vào 95k bán 100k nha. Ai hốt nhanh không hốt, hốt nào không em bán. Hình như màu đỏ đỏ ý. Như màu đỏ đỏ ý. À, áo hai dây này à? Áo hai dây này màu cam nha. Áo hai dây này màu cam nha. Em có màu xám nữa nha, mặc lên dáng cực kỳ xinh nha. Em có màu xám nữa nha, 50k nha. 50k nha, chị lấy thì ok giúp em chị Trần Hằng nha, có xám nữa nha. Mọi người có xem không để em làm đơn cho đi hàng nào. Bộ em đang mặc có chị nào thích không ạ? Đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Nhập vào 95. Không phải. Không phải. À. Hai dây này ạ? À? Hai dây này đúng không ạ? Hai dây lưới này đúng không ạ? Hai dây này 90k nha. Hai dây này 90k nha. Có đỏ, có đen, có vàng nha. Có đỏ, có đen, có vàng chị nha. Nó hơi kim sa này. Nó hơi kim tuyến này. Đấy. Hàng của em đều là hàng bán shop. Em thích thì em bán rẻ. Nên các chị mà muốn đồ đẹp mà rẻ thì hãy về với đội của em nha. Zoom à, vậy chị không thích. Dạ vâng, nó là Zoom chị ạ. Các chị muốn xem chân váy không? Chân váy này rất là đẹp này. Em thoát like để em làm đơn nha. Mọi người còn xem không? Mọi người xem em lên đồ chân nào. Cho chị cái áo hai dây màu gen, màu đen, gen dài nữa nhé. Áo hai dây màu gen. Áo hai dây gen đen dài. Đợi em một lát nha. Áo hai dây đen đen dài. Mẫu như thế này màu đen đúng không chị Trần Hằng ơi? Mẫu như thế này màu đen đúng không ạ? Đúng thì ok giúp em nha. Đúng thì ok giúp em nha. Mẫu này màu đen giúp em nha. Mẫu này màu đen đúng không ạ? Nếu mà đúng thì ok lại giúp em nha. Đúng ok lại giúp em nha. Để em out nè. Em out thôi. Các chị tương tác chậm quá, em ao thôi, để em làm đơn em cho hàng đi nha, không lát đi viện lấy hàng lại không kịp. Chị lấy một cái màu trắng hôm qua ý. À, màu trắng hôm qua chị Trần Thành. À rồi, em nhớ rồi, em nhớ rồi chị Trần Hằng nhá. Em bỏ một cái này màu đen vào nữa cho đơn của chị nha. Em nhớ đơn của chị rồi chị Trần Hằng nha. Một cái hai dây màu trắng. Ốp à hai một cái hai dây ren màu đen. Ok chị. Ok chị nha. Em chào mọi người nha. Em chào mọi người nha. Em làm đơn đây không tí nữa lại không kịp. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người khi khác nha.